Rồi, bây giờ đây gọi là thử thách chính của anh em này. Cố gắng nhé, cố gắng không cảm thấy thèm nhé. Đây, nhưng mình ui, mình làm nó kiểu vừa đủ thôi, nhưng không làm nhiều quá. Đây. Rồi, hello anh em. Ơi, bữa hôm trước thì gọi là đi trôm không thành bất thành, hình như là hôm đấy được có đúng 3 quả. Thì hôm nay mình quyết định là anh em thấy không? Thật là một nắm luôn đấy. Cũng nhiều phết. Rồi, hôm nay mình quyết định là đi mua luôn. Ủa, giá chợ cho nhanh ạ. Trộm gì nữa, nhưng là thanh niên 2017 rồi. Làm gì có vẻ chưa trách nhiệm của bản thân. Rồi, hôm nay mình sẽ có một thử thách cho anh em. Anh em thấy gì không? À, thử thách này nó nói chung nó cũng khá là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần xem clip, phải gọi là cố gắng xem bằng hết nhá. Xem bằng hết clip mà anh em mà không cảm thấy thèm ấy thì anh em sẽ thắng. Còn nếu mà anh em tự nhiên là đang ngồi xem bình thường thấy dãi gọi là chảy ngập giường hay là ngập bàn thì anh em coi như là thua nhá. Ok. Hôm nay mình sẽ làm món gọi là gì đây? Xoài lắc. À, mất lắc với xoài lắc. Mình không kiếm được quả là xoài là nó nhìn nó xanh hơn tí nữa, nhưng mà ôi, nhìn này cũng tạm ổn rồi. Đây. Rồi đây đi rửa đã. Mất này thì chắc không phải gọt đâu nhỉ. Mình nghĩ là ăn để vỏ ngon hơn. Nhìn ngon phết. Từ chỗ Lai Châu mình mận nhiều lắm. Thế mà người ta kiểu vào vườn, nhưng mà dạo này nó mưa quá anh em, nên là không vào vườn vặt được. Chứ kể ra mà mình vào clip ý, đi clip xong mình đi vào để vặt, tự vặt rồi xong rồi tự về tự làm nó hay hơn. Thì nó mưa quá. Ôi, rửa qua đi. Mận thì chắc không còn ngọt đâu, mình nghĩ là chỉ cần bổ ra thôi. Nhìn ngậy vãi. Đi cướp ngân hàng, à nhầm ra ngân hàng. Con bì ở tay trắng vãi. Con bì ở tay trắng vãi. Trong thời gian chờ đợi em sẽ thử trước. Dù nói đây. Khoe ạ. Ăn quả nữa đi. Thôi, không cần nữa đâu. Kìa chứ bây. Không có đấy. Thế thôi. Đồ cái gì? Đây. Cái món này thực ra là mình rất là thích ăn. Cầm hạt. Nhiều cùi hết luôn. Đây.
Sau khi sơ chế thì các anh em đợi như thế này này. Rồi bây giờ đến đoạn lắc này. Thôi. Rồi đầu tiên là cho ớt bột. Nếu không có loại bớt ớt bột này thì cho ấy, cho súp này, súp với một tí ấy mà. Đây là nó trộn mới là cả súp với ớt bột nó trong này hết này. Không anh em trộn từng loại riêng cũng được, không sao hết đấy. Làm này cho nhanh anh em ạ. Gọi là thèm lắm rồi. Có chịu được rồi. Đường, cho đường nữa. Đường. Thành niên này hóng gì ở đây à. Ăn ké à? Ăn vụng. Anh vẫn đang ngưng chơi video giữa anh. Ờ anh không đăng nữa, kìa giờ. Rồi lướt lắc. Nhìn ra. Ok. Đĩa này của cô tiên kìa. Cái đĩa này cổ lắm rồi. Cổ quá cơ. Xong 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 rồi. Chậm chậm cho các bạn thèm. Các bạn ơi đừng thấy thèm. Ngon thế. Ừ, nướng mình chỉ có khác ngon thật. Vậy góc nào nhìn đẹp đẹp. Đây này. Một chút vị thanh nhã. Sau khi hoàn thành. Rồi bây giờ đến mắt nhỉ. Nốt đống mắt này đã. Thôi lấy đĩa thôi. Ơi. Cho đi nó mà. Cho đi nó mà. Đỏ cho đi đẹp này. Nhìn nó đỏ này thôi nhưng mà nó vẫn chua lắm ấy. Nó chua vẫn ngon. Nó không kiểu chín quá. Đường. Anh em nên cho một ít đường vào nhé. Nó cho nó dậy dậy hương. Này nhiều phụ bếp quá. Mình phải quay này. Thôi đi rồi. Cho một chút mắm. Bây giờ đây gọi là thử thách chính của anh em này. Cố gắng nhé, cố gắng không cảm thấy thèm nhé. Đây, nhưng mình làm nó kiểu vừa đủ thôi. Nhưng mà không làm nhiều quá. Đây. Hi. Thế là cho nó kiểu nó giòn ý, giòn và ngon phết.
Được. Mặn này. Lúc đầu mình tính là trộn hết vào nhưng mà mình để này xem thử riêng từng vị nó nhiều ngon hơn. Nó giòn ngon cực. Nhiều anh em cứ hỏi là bàn hồng, bàn màu hồng ấy. Bàn màu hồng ấy. Ở chỗ anh em ngon miệng. Bye.